mùa xuân nắm tay trẻ thơ, tô vẽ thêm bao sắc màu. Đồng xanh đất nâu mùa vàng, chim hót vang trên cành tre. Vườn xinh thắm tươi sắc hoa, xuân thướt tha trong tia nắng ngời. Mùa xuân đến Tết đến, rộn ràng bao câu ca, nhà nhà đón pháo hoa rào thừa. Cỏ cây cất tiếng hát, mừng là xuân qua đây, ngày mai đánh thức bao mầm non. Và đâu đây gió khẽ hót nhẹ lên tóc mây, hạt mưa bay đùa vui cùng ánh nắng chan hòa. Tràn ngập bao sức sống lan nhẹ đi khắp đất trời bằng tiếng nói cười, hạnh phúc xuân ơi. Nhanh mai đánh thức bão mầm non. Và đâu đây gió khẽ hót nhẹ lên tóc mây, hạt mưa bay đùa vui cùng ánh nắng chan hòa. Tràn ngập bao sức sống lan nhẹ đi khắp nơi, khắp đất trời vang tiếng nói cười, hạnh phúc xuân ơi.
thời thách thức và biến động của đối với các doanh nghiệp bởi sau đại dịch Covid-19. Nhưng chắc chắn rằng dựng trước mỗi biến động của thời đại, chúng ta sẽ đều tìm cho mình một lối đi mới, một lối đi riêng để có thể đứng vững. Và không gì tuyệt vời hơn khi ngày hôm nay quý vị đã dành thời gian hiện diện nơi đây để cùng với nhau, cùng với chúng tôi chia sẻ những câu chuyện cuối năm, để cùng chúc mừng những nỗ lực, những thành tựu của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Anh Thắng trong suốt một năm qua. Những giây phút đầu tiên, cho phép Diệu Nhung xin được thay lời cho ban tổ chức kính gửi quý vị có một bữa tiệc đầm ấm, vui vẻ, một năm mới an khang, thịnh vượng. Thưa quý vị, trở về tham dự bữa tiệc ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Đỗ Văn Thắng, chủ tịch công ty ạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.